Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, địa phương và liên danh đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để nghe báo cáo về các chuyên đề về phương án dân số, phương án phát triển đô thị và nông thôn, phương án phân bổ đất đai. Tính đến nay, quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nhận được hơn 250 ý kiến đóng góp của các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành xung quanh và các sở ban ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe trình bày của đơn vị tư vấn và ý kiến đóng góp của các sở ngành, địa phương, phát biểu tại hội nghị, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, quy hoạch tỉnh Đồng Nai phải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 9 năm 2023. Do vậy, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục trao đổi với các sở ngành, địa phương hoàn thiện trong thời gian trình phê duyệt. Kết quả thực hiện báo cáo Hội đồng Thẩm định thông qua trước ngày 25 tháng 9 năm 2023. Về phương án phát triển dân số, cơ bản thống nhất kịch bản tăng dân số tỉnh Đồng Nai giai đoạn tới khoảng 2,3% một năm. Các sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần có phương án tăng dân số tự nhiên và thu hút nguồn lao động tới tỉnh làm việc, đặc biệt là ngành dịch vụ khi cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, góp phần đô thị hóa và tăng trưởng dân số. Sở Xây dựng cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đảm bảo đạt chỉ tiêu đô thị cho tỉnh đến năm 2030. Về phương án sử dụng đất, lãnh đạo tỉnh đề nghị tư vấn đề xuất theo hướng mở rộng tối đa chỉ tiêu sử dụng đất và đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 326 ngày 9 tháng 3 năm 2022.